Chuyển sang những thông tin khác, tối 27 tháng 3 tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, Cục Văn hóa Cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Hội thi tuyên truyền lưu động quy tụ sự tham gia của các đội đến từ Phú Thọ, Thanh Hóa, Kon Tum, An Giang, Lai Châu, Đà Nẵng với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước. Các tiết mục có tính tuyên truyền và nghệ thuật cao được kết tinh từ những khúc tráng ca về truyền thống lịch sử, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai với các cung bậc cảm xúc đầy nhiệt huyết như Tiến về Điện Biên, Về miền Hoa Ban của đội truyền thông lưu động tỉnh Kon Tum, Chiến thắng Điện Biên Phủ của đội truyền thông lưu động thành phố Đà Nẵng, Xe thổ Điện Biên của đội truyền thông lưu động Thanh Hóa, hay Hò kéo pháo trên đồi Him Lam, Giải phóng Điện Biên của đội lưu động tỉnh An Giang. Tối ngày 27 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cống hiến lần thứ 18 năm 2024 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức. Đây là mùa cống hiến thứ hai. Lĩnh vực âm nhạc và thể thao được tôn vinh trên cùng một sân khấu với kịch bản hiện đại, đậm chất sáng tạo, mang đến một đêm nghệ thuật độc đáo. Có 15 giải thưởng đã được trao tặng cho các vận động viên và các nghệ sĩ. Trong lĩnh vực thể thao, giải chiến tích thể thao của năm thuộc về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lịch sử lần đầu tiên lọt vào top 4 châu Á. Gương mặt thể thao của năm sướng tên vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng. Giải gương mặt trẻ thể thao của năm được trao cho vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, đội tuyển cầu mây. Bài hát của năm là ca khúc À Lôi. Music video của năm là ca khúc Nấu cho em ăn. Nghệ sĩ mới của năm được trao cho nghệ sĩ Double Tutti. Nữ ca sĩ của năm là ca sĩ Hòa Minzy. Đen được bầu chọn là ca sĩ nam của năm. Nhà sản xuất của năm thuộc về nhóm D-Tap. Nhạc sĩ của năm được trao cho nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chương trình của năm là Đỗ Bảo and Friend, Một mình bao la. Chuỗi chương trình của năm thuộc về thần tượng âm nhạc năm 2023. Giải ấn tượng cống hiến được trao cho chương trình nghệ thuật Đàn Chim Việt kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Thưa quý vị, với những lợi thế có không gian văn hóa kiến trúc đặc sắc tại khu vực Chợ Lớn, mới đây quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chủ trương mở khu phố đêm tại đây để nhằm tạo điểm nhấn thu hút quảng bá du lịch. Theo Ủy ban Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, đề án khu phố đêm Chợ Lớn bao gồm không gian vỉa hè của 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thuận, Tháp 10, Lê Tấn Kế và Trần Bình với điểm nhấn là chợ cổ Bình Tây, một công trình kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Phố đêm Chợ Lớn kết nối với một số khu kinh tế đêm thuộc địa bàn quận 5, quận 11 như phố Sủi Cảo, Hà Tôn Quyền, chợ đêm khu Hải Thượng Lãng Ông, khu ẩm thực đường Châu Văn Liêm để hình thành khu vực du lịch có quy mô lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khu phố đêm dự kiến là hơn 1.500 m², chia làm 7 phân khu chức năng với 41 gian hàng kinh doanh ẩm thực, văn hóa phẩm, đồ lưu niệm, đồ công nghệ, thời trang. Khu vực sân khấu phía trước chợ Bình Tây sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, giao lưu trong hoạt động phố đêm. Phố này sẽ hoạt động từ 18 đến 24 giờ hàng ngày.